Xe à? Tôi nghĩ tôi có thể đi làm không? Đi làm? Cái này gì? Để tôi đi đổi giấy đồ để tiền hơn đi viện thì kết thúc. Tôi có thể cầm giữ tối nay cái cách đó. Đúng rồi. Để cho tôi đi ngay đi có được không? Để bỏ tôi nhé. Nó có phải là một ý kiến hay đâu. Trả lại tiền lại cho tôi.